Đó, học về hiện tại đơn to be đúng không? Là I am, you are, we are, he is, cái gì gì đó ha, đúng không? Thì em còn nhớ không? Em còn nhớ hay em đã quên? Hả? Dạ, Nè. nghĩ lâu. Rồi, đây là mình có to be nha. À, thí dụ như ai thì đi với em. Rồi, để chị mở cái bảng đó cho em coi rồi. Thí dụ nha, tôi nói là tôi là bác sĩ thì mình nói sao? I am, I am a Nè, danh từ ha, tôi là một bác sĩ nè. I'm a doctor. Đấy, I'm a doctor. doctor. Rồi, tôi không phải là một bác sĩ. I am not a doctor. I'm not a doctor. Chỉ nên là số 1 nè. I'm not a doctor. Rồi bạn có phải là bác sĩ hay không? Thì I không, em ai là doctor, tôi là bác am sĩ hả? À, con này chừng nào mất trí nhớ rồi hỏi. Còn hỏi bạn có phải là bác sĩ hay không á thì bạn là cái gì? doctor. Bạn are you hay là am you? I'm Phải không? you, Phải am you không? a You đi với gì? You đi với to be gì? Nè. You đi tới với to be gì? doctor. You đi với gì em? Am, is, are thì you đi với cái gì? You. You is hay you are? You You are. Câu hỏi đảo ngược nó lên đầu câu thành are you. Are you a doctor? Rồi, bây giờ mình nói là cô ấy là bác sĩ thì nói sao? Cô ấy là bác sĩ. She hay là he? She. She. Rồi gì nữa? To be gì? Rồi. Mình có nè. I am. Cái nào mà we, you, they là mình are. Nha. Nào số nhiều là are. Số ít là is. He, she, it là is. Vậy cô ấy là một bác sĩ nói sao? She doctor, Ừ, she's a doctor. She's a doctor. Cô ấy là bác sĩ. Còn nói là nó là một con chó, nó là chó của tôi thì nói sao? Nó là cái nào đó? Đó À, nó chữ là nó. nó Ừ. nhận À, is is ở. is đó À, hoặc là nó là chó tôi thì nó sao? Is của tôi là sao? Chữ của tôi đi. Is is dog my hay my dog? dog À, bình thường nói tên của tôi là thì nói sao? my Name my hay my my name? my My name. Vậy thì dog my hay my dog? my đó. Ừ. Nó phải ngược so với tiếng Việt. Chó của tôi. Của tôi đứng trước. Sở hữu thì đứng trước. It's my dog. Rồi. Vậy mình nói là chúng nó là những cái bàn thì mình nói sao? Chúng nó là cái bàn là table. Rồi danh từ số nhiều table. thì mình làm sao? Thêm cái gì ở cuối?
Thêm S. À, thêm S. There are tables. Viết tắt đọc là there. There. There are tables. They are tables. They are tables. There are tables. There are table. Yes, sir. That's in the menu. There are Tables. 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 Rồi. Còn chỗ này đọc là there, le lưỡi ra. There are tables. They are tables. There are tables. There are tables. Và there are tables. There are tables. Rồi. And mình nói là tôi, nơi cô ấy, nó rồi đúng không? Bạn, các bạn là Lan và Điệp. Thì sao? Các bạn là Lan và Điệp. You are Lan và Điệp thế thôi. Làm được. Rồi, bây giờ mình qua các phủ định ha. Phủ định thì em thêm not vô thôi. Nha. Thêm not, I'm not, you're not, hay là you aren't. He's not, she's not, it's not, we're not, hay là we aren't. You're not, hay là you aren't. Đấy, thế thôi. Aren't là bằng are not. Là thì không. Và is not thì nó bằng là isn't. Rồi, vậy thì bây giờ mình nói nè. Cô ấy không phải là chị gái của tôi thì nói sao? Phủ định nè. Cô ấy không phải là chị gái tôi. She. She not. Sister, my hay my sister? My sister. My sister. Rồi, sister. Đấy, anh ấy không phải là anh trai tôi. Anh ấy không phải là anh trai tôi. He is not my sister. It's not my. My. Anh trai của tôi. Brother. It's not my brother. Đấy. Rồi nó không phải là chó của tôi. Nó không phải là it is hay là it is. It is not. Is he not dog? A dog? Chữ gì đó nữa? Chó của tôi. My dog. My dog. Rồi. It's not my dog. Rồi. Chúng nó không phải là chó của tôi. Chúng nó không phải là chó của tôi. Chúng nó là gì? They are not chó của tôi. My dog. Rồi, my dogs. Thì chúng nó là số dogs. Nhiều mà. Em có thể viết câu này thành they are not hoặc là they aren't. They aren't. Đấy. Chúng nó không phải chó tôi. And mình nói là các bạn không có đẹp. Thì nói sao? Nói cho nó quýnh nè. Các bạn không đẹp. Nói sao? Các bạn là gì? Nhìn trong mấy hình này coi cái nào là các bạn.
quy đúng không? Phải Thì quy không? quy là chúng tôi. À, quy là chúng tôi, chúng ta. Vậy các bạn là nào đâu? À, you are. Các bạn không có đẹp. You are not À, beautiful. Rồi xong. beautiful. Nó đánh cho đã lên. Rồi. You're not beautiful, ha. Hoặc em có thể đọc là you're not beautiful. Rồi hoặc là you aren't beautiful. Đấy. You aren't beautiful. Đây, mình có thấy nhiều cách viết như vậy. Thường thì người ta sẽ đọc kiểu you're not beautiful cho nó nhanh ha, tại vì mình đọc là ba chữ là you're not beautiful. Đấy, còn cái này tới bốn chữ you are not beautiful thì nó hơi bị lâu. Rồi. And đó là chúng tôi thì không khỏe, nói sao? Chúng tôi Chúng ta chơi chúng tôi á. chúng ta Đã nào nữa, chúng tôi à, mình có I will you đây, he she it, chúng nào là chúng tôi, là chúng ta, Nhà quy quy we are, quy chúng tôi thì không khỏe, we are nó good đi. Rồi, viết tắt kiểu như này thì đọc sao? We're not good. Hoặc là we aren't good. We're not good. We're not good. We aren't good. 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 We're not good. Rồi, đó là câu hỏi, câu khẳng định ha. Bây giờ câu hỏi em đẩy cái to be lên đầu câu. Good. Am I? Are you? Thí dụ người ta hỏi là are you thì no I'm not, còn nếu người ta em yes thì yes I am. Ok, vậy thì mình nói là tôi có đúng không? Thì mình nói sao? Để to be lên đầu nha. Tôi có đúng không? Thì nói sao? Em ai? Tôi có đúng không? Em ai? Right. Nói đúng, bạn đúng rồi. Yes, you are. Còn không thì no, you aren't. Rồi, bây giờ mình nói bạn có khỏe không? Thì nói sao? Đẩy tôi bi lên đầu câu. Đang nghi vấn nè, là câu hỏi nè. Hỏi sao? Are you Ừ, are you okay? Đấy. Yes, ai, ai gì? Ai đi với cái Yes, gì? I am. I am. Còn no thì sao? No. No. I'm not. Not. Ừ, no I'm not. Nè, ở đây mình có cái bảng tao đụng nè. Đó, thấy không? Thấy câu hỏi không? Đó. Rồi bây giờ mình hỏi nè. Cô ấy có khỏe không thì nói sao? Đảo to be lên đầu câu, to be của cô ấy là gì? Am, are, he, is. Arm are hay là is? Arm hay are? Nhìn lại vô cái này thử.
Coi to be của he she it là gì? She is là cái nhóm ít người, mình sẽ dùng cái chữ thiệt ngắn thôi, đó là chữ is, là she is. Vậy thành câu hỏi thì mình sẽ đổi thành gì? Đảo cái to be lên đầu câu. Thành is Is she. Rồi. Good, cậu khỏe không? Trả lời sao? Yes, gì? Đảo ngược to be xuống. Yes. Yes gì? I'm good. No, no, She no. good. She is là được rồi. She. Còn no thì sao? No thêm gì? No, I'm No, đang hỏi she mà, phải trả lời bằng she chứ. No, she's not. Hỏi gì trả lời đó. not. Rồi hỏi ảnh có khỏe không? Ảnh là gì? Anh ấy là gì? Thì vậy đảo ngược lên thì thành là gì? Is he khỏe không? Good. Có ảnh khỏe, nói sao? Yes. Cái gì nữa? Yes, He is. No sao? he is. No, he's Ừ. Nó có khỏe không? Nói sao? Nó có khỏe không? Nó là gì? not. No, no, một mình thôi, một đứa thôi. Nó, một đứa thôi. Is À, it. Thế là are it hay là is it? Are it hay là is it? Ít đi với tôi bây gì? Ít là số ít hay số is nhiều? Ít là một đứa là số ít. Thì số ít thì đi với tôi bây gì? Am is here. Nhìn vô đây thử. Ít gì? is It is. Câu hỏi thì sao? the Câu hỏi thì sao? Ý. is Ừ, is it? Nói luôn, is it? is Good. Cái mình trả it lời làm sao? Yes. Yes gì? Yes gì? It. Sao nữa? is No, no, it is good. là được rồi. Is No gì? it's À, no, it's not. Thế thôi. À, họ có khỏe không thì nói sao? Họ là ai? Họ là gì đây? yeah. Đây à? À, thì câu hỏi đảo ngược lên thì thành gì? They good hay là are they good? Nhìn nè. Are they? Are they good? Trả lời sao? Yes. Vâng, họ khỏe. Yes nhỉ? Yes nhỉ? Đấy. They are. No gì? No. They. No, No, and they are khi mà không á là phải có not nha. No là phải có not nè, thấy không? Đấy, rồi. Ví dụ như cái này nè. Rồi, a man. Mình chọn là he is hay là is he. Đây là có dấu chấm hỏi nè. yeah.
Ông ấy có phải là người đàn ông không? Tại sợ. Hey, nếu có dấu chấm hỏi. He is. No, câu hỏi mà. Đảo to be lên rồi câu. Giống như are you good? Rồi đảo to be lên. Ha, còn nếu mà nói bạn thì khỏe thì nó là you are good rồi. Cái này là are you good? Rồi, anh ấy có nghèo không? Thì chọn nào có dấu chấm hỏi nào. He's poor hay là is he He. Đúng rồi, is he poor? And câu hỏi này nè, anh ấy có mập không? Fat. Chọn nào. He. Fat. Đọc luôn ha, is he He fast fat? fat Fat, fat. Mập ha. fat. Rồi, giống như mình có fat and thin. Nghĩa là mập với ốm nha. Này, anh ấy fat và anh ấy thin. Đấy. Rồi. And thế thì sao? Câu hỏi musician là nhạc sĩ. Vậy mình chọn là is she hay she is? Có dấu chấm hỏi. Easy. Is she? À, cô ấy có giàu không? Rich. Chọn nè. Easy. Is she? Easy. Huh? Is she rich? Rich Rich. and poor. À, mình có rich and poor. À, fat, thin, rich, poor. Thin, rich, Again, please. poor. Fat, thin, rich, poor. That's right. Poor. I'm poor. Em thấy nè nè. I am poor. Rồi. And are you rich? Câu hỏi cho em là are you rich? Are you rich? Đó, câu hỏi của em đó. Are you rich? Em có giàu không? Nhìn thấy không? Rich and poor. Đấy, giàu, nghèo. Next. Câu hỏi, it is a cat hay là is it a cat? Câu hỏi, nó có phải là một con mèo không? À, nói luôn, is it a cat? That's right. And, rồi, nó có phải là một cánh cửa không? Ở đó, à, thiếu cái chữ ở đó, ở đó, một cánh cửa. Đó. Nó có phải là một cái bàn không? Is it a table? That's right. Is it a table? And next, à, mình có là đây nè. Bạn có phải là giáo viên không? You À, a teacher? that's right. Yes, I am. And our neighbors nghĩa là hàng xóm của chúng ta. Thì they are hay là are they? Holly, À, are they Holly. our neighbors? Thế thôi, đó là câu hỏi ha. Rồi, bài tập thì em có nhiều rồi đúng không? Nên là thể nghi vấn là chờ cho em làm chết bỏ luôn. Nghi vấn là bài tập về câu hỏi á. Rồi, and bây giờ mình làm một lần ba thể luôn nè. Khẳng định, phủ định và nghi vấn luôn nè. Làm bài tập nhiều vô. Đấy. À, xíu nữa em ái cái mail của chị lóc mình vô không mày ai chị gửi em cái code lóc mình Ok. Rồi, Lucy là chị của tôi nói sao? Lucy là chị tôi. Lucy Is đọc hết câu is em. my sister. My sister. My sister. Sister.
Sister. Ted and Bob là bạn tốt, good friends. Chọn nào. Chad and Rob is good friend. À, hai người này số ít hay số nhiều? Hai người là số Nhiều. nhiều, những người đấy với ECR. Is là hai chữ, or ba chữ. Suy ra is đi với số nhiều, ít, or đi với số nhiều. We are good friends. Đấy. Tom and Rob are good friends. Rồi. My cat, mèo của tôi thì không bự cho lắm. Thì mình nói sao? Isn't hay là isn't hay là are not? Cái nào đúng? My cat là số ít hay số nhiều? Số À, số ít đi với ECR. ít. Ừ, không cho lắm, không không thì phải thêm gì vô? Câu phủ định lại có dấu trừ nè. Nếu mà không là phải chữ gì vô nó mới ra không? Yeah, thêm chữ isn't. À, thêm chữ not thôi. Vậy mình có isn't hay là are not? Isn't. Isn't. That's it. Rồi. And cái bài tập này thì hơi khó. Chọn nào. Is, am, he, are. Bài tập này ha, là danh từ hay tính từ? À, vậy vậy. Bài tập này số ít hay số nhiều? Dạ là mình sẽ ít À, thì am hay is? Hay là đi. are? Is. À, this exercise is quite difficult. Rồi. My friend Jenny a lawyer. À, bạn tôi không phải là một luật sư. Vậy bạn tôi là số ít hay số nhiều đây? Mình sẽ ít. Rồi, chọn không phải là thì chọn nào đâu? Dạ. Dạ. Một người và phủ định. Yeah. Present, Nó present, isn't. Đấy, giống như isn't. she á, câu này số ít đúng không? Thì ra she isn't. Thì là my friend isn't. My jeans. Jeans là cái gì? Hai ống thì thêm s vô. Là quần jeans. Thì mới. Thì jeans của mình hai ống là số ít hay nhiều? Okay. Jeans. Sí. Số. Số nhiều. Vậy chọn am, is, are. Yeah. Are. À, my jeans are new. Đọc dùm chị ha. My jeans are new. My My chin jeans snow. are new. Ok. Rồi. My mobile phone chấm chấm thì màu đen. Thì không phải màu đen. À, điện thoại của tôi thì không phải màu đen. Chọn nè. Số ít hay số nhiều? Sữa. À, isn't. Đúng không? Chỉ có is thôi. Thì chọn cái nào đúng? Is Not ha, cái chữ nó viết sai nè. Rồi. And English. À, tiếng Anh là một ngôn ngữ đẹp. Thì giờ tiếng Anh là số ít hay số nhiều? Hả? tiếng Anh là số ít. Ừ, số ít thì chọn to be nè. Yeah. Is, Is. Hả? Is. Rồi. My cousins from Ireland. Ha. Em họ của tôi thì đến từ Ireland. Vậy chọn nào. Cousins thêm S là số ít hay nhiều? xin nhiều. À, thì Em. are Không. from Không. Ireland. Do đó thì chó của bạn thì màu trắng. Chọn nào. ECR. Is. Rồi. Bạn đến từ Argentina hả? Chọn nào, đi với you. Yeah, you. Are you? Oh, how are you? Rồi.
Ok, that's good enough, right? Rồi đó là về cái quá trình to be ha. Quá trình to be. Thì giờ mình nghe rồi mình điền vào chỗ trống nè. Yeah. Đây. Đây nè. Conversation 1. Are you hot? Yeah. Yes, I am very hot. Rồi, đầu tiên nha, em điền vô chỗ trống nè, không hỏi cái gì đó, rồi chấm 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 hot, ha, thì em hỏi gì? Are you hot? Are you hot? That's right, ha. Are you hot? Rồi, em có nóng không? Cái ông ấy, bà mới trả lời gì? Yes, I am very hot. Yes, I am very hot. Ừ, rất là nóng. And is the aircon on? Rồi, ông hỏi là is the aircon on? Có nghĩa là máy lạnh có lên không, có mở không, là air conditioner nha. Yeah. Aircon là air conditioner, là máy lạnh, là cái quạt lạnh á ở trong xe á. Đấy. Air conditioner nè, đấy. Máy lạnh nha. Tập dùng chị nè. Air conditioner. Air conditioner. Ok. Rồi, điều hòa không khí mới lạnh đó. Rồi. Nên ông hỏi là is the aircon on? Đấy. On. Is the aircon on? Rồi. Đây, mình có điền vào chỗ trống luôn nè. Mỗi tội là bây giờ bây giờ kéo này qua bên. Đấy. Vô. Rồi. No, it is off. No. No là gì nữa? Tắt là mở là gì em? On với cái gì? On, off. Off. Yes, on, off. Ha, it is. Vậy bà nói là no, it is cái gì đây? It aircon is on. Off. No, it is off. Ừ, cái chỗ này để sai nha. It is off mới đúng nha. It is off. Rồi, next. Can I turn it on? Rồi, can I? Can là có thể đúng không? Can I turn it on? Anh mở lên được không? À. Yes, please do. Bà nói yes. Please, please. Please do. Dạ, yeah, anh làm dùm cái. Ha. Please do. Rồi. Ông ngoan dễ thự ha. Rồi. Ngoan thế. Can I turn it on? Rồi. Can turn on và turn off là mở và tắt nha. Đây. Đây. Vậy mình nói là mở máy lạnh lên dùm cái. Thì mình nói sao? Please. 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 Turn on. Turn on. Đi. Turn on. Máy lạnh. Yeah. Right, the air. Air gì? Yeah, air con. Conditioner. You know, condition. Conditioner. Condition. Condition. Rất là conditioner. Okay. Conditioner. 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 Okay. Rồi, làm ơn tắt giùm cái máy lạnh thì nói sao? Please. Please turn off air conditioner. Shun á, khi nào em thấy chữ tờ i o n nè, nó là chữ shun nặng rút cái lưỡi á, và sẽ nhấn ở trước shun đó là dish conditioner. Conditioner. Yes. Cái the air conditioner mình phải thêm chữ d vô, có nghĩa là cái này để bữa sau mình sẽ học về cái vụ mà the, the này là em phải học lại. Không học mới chứ học lại cái gì. Rồi, next. Next. Conversation 2. Is your house big? Ông hỏi gì ạ? Is. Is your house big?
Is your house House big? big big là gì em? Big Big is big chẳng phải big 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 là gì? lớn. À nhỏ là gì? Small Small. small small right. Small. Big, small. Đây, see. Thay vì đọc là small, nó đọc là small. 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 Rồi, Small. lưỡi chạm lên trên, răng trên nè. Small. Yeah. Small. 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 Okay. Small. 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 Right, small. Small. Rồi. This is big and small. Rồi. Next. Các bạn mới trả lời là Yes. It is pretty big. Bạn nói sao? It is pretty House big? Yes. It is pretty big. Bạn nói là It is pretty big. Fairy. Không, nhưng mà cái đầu tiên á, yes, rồi tới gì nữa? It's đúng rồi, it is. Pretty big. Trong Mỹ nó sẽ nói là yes, it is. It is pretty big. Pretty là khá là pretty big. Khá là rồi, it's pretty big. My house pretty big. Pretty big. Again. Pretty big. Pretty. Pretty. Pretty, pretty, big. Pretty, 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 nếu solo một mình á thì pretty là đẹp, tính từ thì pretty là đẹp, nhưng mà đây là như cô này nè, đấy, pretty nè, đấy, 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 pretty đấy, pretty woman nè, là người phụ nữ đẹp. And pretty á, còn là khá nữa. Very là gì em? I'm very good là gì? Khá, khá rất, tốt. Rất, rất, rất. Very là khá. Very là rất. Nhưng quite pretty á, thì có nghĩa là khá. Ha, nên khi mà em nói em khá khỏe thì nó là I'm pretty good, I'm quite good. Đấy, em dùng hai chữ này là tôi khá khỏe nha. I'm pretty good. I'm quite good. I'm pretty, pretty good. I'm quite good. Yeah, I'm pretty good. I'm quite good. Rồi, nhưng mà I'm pretty thì lại là tôi đẹp. Tính từ nè. I'm pretty. I'm pretty. Rồi, next. Ông này, bạn mới nói là Is it new? Ông hỏi gì? No, pretty big. Is it new? Is it new? It is new. Hay là is it new? Big. Is it new? It's pretty big. Is it new? Is it? À, is it new? Đó là câu hỏi hay câu khẳng định? Câu hỏi. Ừ, is it new? Đấy. New, new là mới. Thế cần cũ là gì em? Cũ là gì? Cũ là già. Già là gì? Old. Oh. Old. Ha, so new, old. Là mới, cũ. Còn già và trẻ thì sao? Cũng old luôn nhưng mà young, old. Đấy. New, old, young. Yeah. Đấy. Đấy. Mới cũ nè. À. Đấy, trẻ già nè. À. New old, young old. Rồi. Tiếp mình sẽ có là No, it is very old. Bạn nói là no. It is very old. No là gì nè?
Không, nó rất là Nice. Not old. New? No, it is very old. Very old. That's right. It is, hoặc là it's very old. Nào cũng được. Nếu it is thì em phải đọc là it is. It is. It is. Bà đọc kiểu nào? Ấy. Egg. Is it new? No, it is very old. Bà đọc kiểu nào? It is. It is. Very old. Yeah. Old. Old. Yes. Này. Ồ, tự nhiên cái vô đây vậy, người ta không đọc cho mình ta. Old. 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 Đây nè. Old đúng không? Old. 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 Right. It's very old. Right. Next. Is it nice? Hỏi nữa. Hỏi lắm thế. Hỏi mới hỏi gì nữa. Này. Is your house big? Pretty big. Is it new? No, it is very old. Is it nice? Hỏi gì nữa. Is it nice? Này đó đọc sao? Nice. Old. Is it nice? Nice. Ở đây. Not really. Trả lời sao? Not really. Không hẳn. Really là rất đúng không? Kiểu như là I really love you là tôi thực sự thích bạn ha. Nhưng not really là không hẳn. Không thực sự, không hẳn. I want to move. I want to move. Tôi muốn chuyển nhà. I want to move. Right. Tiếp. Conversation 3. Are you hungry? Ông hỏi bà gì vậy? Ông hỏi bà gì? Are you hungry? Are you hungry? Do you remember? Yeah. Hungry là gì? I'm so hungry. I haven't got breakfast. I'm so hungry. Thế hungry là gì? Nhà đó. Thirsty là gì? Đói bụng. Thirsty. Thirsty là no. No. Thirsty là le lưỡi nè. Là. Thirsty này nè. Là. Khát. Khát. So, are you hungry? Hỏi em luôn á. Are you hungry? Hungry. Hungry. Are you hungry? Hungry không em? Huh? No. No, I'm not, right? No. Right. Are you thirsty? Em có thirsty không? No, thirsty. Not, I'm not. I'm not. Full là no hoặc là đầy ha. So full, I'm full. Tôi, no. Huh? I'm full. Oh, I'm full. Hey. I'm full now. Full. Full. I'm full now. Ok, giờ tôi no lắm rồi. Nó là u ngắn nhưng nó đọc là Full. 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 Ừ, nó là u ngắn nhưng mà nó đọc vậy đấy. Rồi. Yeah. Are you hungry? Yes, I am very hungry. À, nói sao? Yes, I am very hungry. Yeah.
Rồi. Okay, I'm very hungry. And next. Do you want pizza? Ông hỏi gì? Do you want cái món gì? Do you want pizza? Do you want cái món ăn nhanh á? À, pizza, pizza. Yeah. Do you want pizza? Want là muốn hay cần em? Want là cần. No, want là muốn, need mới là cần. Yeah. Ừ. Want á, là mình những thứ nó không cần thiết, còn need là những thứ cần thiết. Đấy. Mình want những thứ ăn chơi, còn need là những thứ mà để sống. Đấy. So want là muốn. What do you want? Muốn gì đây? What you want? Need là cần. Danh từ của nó mới là nhu cầu. Needs này mới gọi là nhu cầu nè. Thêm s vô. Đấy. Rồi. What you want? What do you want? Muốn gì đây? Hoặc là do you want pizza? Bạn có muốn pizza không? Rồi câu này mới trả lời là do you want pizza? Yes. Let's get some. Yes. Let's get some. Chúng ta hãy, mình hỏi hay mình hỏi let's go đúng không? Là hãy đi thôi. So let's get some. Chúng ta hãy lấy một ít đi, có nghĩa là chúng ta ăn tí đi. À. Yes, let's get some. Ăn ít, ăn ăn chút đi. À. Rồi. À. Dạ, hai đứa mình đi ăn chút đi. Let's get some. And câu này tiếp. Is the pizza shop still open? Rồi. Ông hỏi gì nữa? Is the pizza shop still open? Is the cái gì? Still open? Open là gì em? Nhà mở. À, vậy đóng là gì? Closed. 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 Sorry, we're closed. Xin lỗi nha, chúng tôi đóng rồi. Thêm đi giờ để thành tính từ. Coming, we are open. We are này là viết tắt của gì đi em? We are. Ha, đọc nhanh là we're. Where. Sorry, we're closed. We're closed. Đấy. Rồi. Sorry, we are closed. Viết nhanh nè. Sorry, we're closed. Nó đọc sao em? Sorry, we're closed. Sorry, we're. Sorry, we're closed. Sorry, we're closed. 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 Yes. Is the pizza shop still open? Không hỏi về gì đó. Is the pizza shop still open? Let's get some. Is the pizza shop still open? Is the cái gì shop? Shop gì? Is the pizza shop still open? Pizza shop. Nghĩa là gì? Pizza shop là gì? Tiệm. Tiệm pizza. That's right. Pizza nè, wings. Wings chắc là cánh hả? Không biết là gì. Subs, salads. Wings. Wings là cánh, nhưng mà không biết trong trường hợp này người ta đang muốn nói tới gì. Cánh gà hả? Chẳng lẽ người ta ăn với cánh gà? Chắc không phải đâu. Người ta đang muốn nói cái gì đó. Yes, it is open 24 hours. Rồi, bà nói sao? Yes. It is open 24 hours. Is this open? Is open hay open? It is. Mình nói là it is. It is open 24 hours. It is là it is open. 24 là gì em? 24 giờ là gì? Là minutes hay là hours? Let's see nha. It is open 24 hours. 24.
24 hours. Giờ hay phút? 24 hours. 24 cái gì? It is open 24 hours. Hours. À, có nghĩa là giờ, 24 giờ. À, trên tờ số nhiều mình thêm S vô. Hour. Hour. Em thấy chữ H nó bị cầm không? Đọc là hour. Hour. Yeah, open 24 hours. Nghĩa là gì em? Nhìn mở cửa 24 giờ. Ừ. 24 giờ. Open 24 hours. Huh? Next. Conversation for... Để chị hỏi cái cô này nè. Giờ Noel hả? Rồi. I like your shoes. Are they new? À, I'm not I like cái gì đó. You. Giày là gì em? I like your shoes. Shoes. Shoes mấy chứ? Yeah. I like your shoes. À, giày hai chiếc thì mình sẽ thêm S vô nha. I like our shoes. Chẳng lẽ thích đúng chiếc của người ta, bỏ chiếc kia đúng không? Nên cái gì trên người mình mà có hai cái thì mình sẽ sờ vô. I like your shoes. Your shoes. Yeah, your nghĩa là gì em? Của bạn. À, your shoes. Tôi thích gì của bạn ha. Rồi, and. Đây. Đây, your shoes. Your shoes. Put on your shoes. Có nghĩa là mang giày vô. Put on your shoes. Right. And next. I like your shoes. Are they new? Yes. Ông hỏi gì? Are. Yes. I like your shoes. Are they new? Are. À, có chữ new hay là new? I like your shoes. Are they new? Are they hay là are we? Are they. À, are they new? À, nghĩa là tụi nó mới hả? Shoes á, dùng là chúng nó. Hả? Yes, I just got them. Yes. Yes, I just got them. Got them. Cái này nó đang dùng quá khứ đơn nha. Có nghĩa là mình có cột một là get, got hoặc là gotten. Thì á, ở đây có nghĩa là hiện tại nè, quá khứ nè, và hiện tại hoàn thành nè. Thì cái đó tương lai em sẽ học. Có nghĩa là lấy được, là có được, hoặc là mua. Nên I just got them là tôi mới mua ấy. Rồi còn chuyện tương lai để học sau các thì tiếp theo. Are they expensive? Ông hỏi tiếp cái gì? Them. Are they expensive? Is it? Hay là are they? Hay là are we? Are they expensive? Are they expensive? Okay. Is it? Hay là are they? Hay là are we? Are they expensive? Are they? Are they expensive? Right. Cái này mình có expensive. Huh? Expensive có nghĩa là mắc, cheap, là rẻ. Nha. Right. Are they expensive? Có nghĩa là gì em? Are they expensive? Nó có mắc không? À, nó hay là tụi nó? Tụi nó. À, tụi nó ý là đôi giày á. Are they expensive? Rồi, ở đây mình có expensive. Huh? Mình thử đọc nha. Expensive. Right. And cheap.
cheap. Cheap. Cheap. Cheap. Cheap. Okay. Rồi, and ông này ông hỏi là có expensive, cheap ngoài nghĩa là rẻ, nghĩa là keo nữa nha. Keo là bần á. So, cheap nè. This is expensive. And this is cheap. Rồi, em còn nhớ expensive và cheap là gì? Cái cục này thì expensive lắm, 5.000 đô. Còn cái này thì rất là cheap, tầm 5 đô thôi, 5 dollars thôi. Nghĩa là sao? Expensive là mắc, còn cheap, rẻ. Cheap, ý dài ha, cheap. 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 No, they are very cheap. Phải nói no, nói gì? No, they are very cheap. They are very cheap. There, there, có nghĩa là they are, tạo là there. They're very cheap. They are very cheap. They're very cheap. Again. They're very cheap. Okay, cheap. 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 Are they from the discount shoe shop? Right. Ông hỏi gì? Is it hay là are we hay are they? The discount shoe shop? Very cheap. Are they from the discount shoe shop? Are they from the discount shoe shop? Is it hay là are you hay are they? Huh? Are you hay là are they? Are they from the discount shoe shop? Are you hay là are they? Cheap. Are they from the discount shoe shop? Are you here? Are they? Are they from the discount shoe shop? Are they? Are they from? Có nghĩa là nó có phải đến từ không? Tụi nó có phải đến từ? Are they from the là cái mà nè. Đây là đại từ xác định. Từ học sao discount shoe shop. Có nghĩa là discount, có nghĩa là giảm giá. Em đi ra ngoài tiệm mà em thấy chữ discount là nó kêu là giảm giá đó. Are they from the discount shoe shop? Chúng nó tới từ cửa hàng giảm giá, phải không? Có nghĩa là giày này là giày giảm giá đúng không? Rồi, discount shoe nè. Đấy, giày giảm giá. Đấy, đấy. Hoặc là sales là giảm giá đúng không? Sales, giảm giá. Sell off là giảm giá, mà sales này là kinh doanh, doanh số. So discount shoes, giày giảm giá. Low price là giá thấp nha. Low prices, giá thấp. Đấy, discount nè. Đấy, em thấy chữ nào mà để chữ discount là giảm giá. Đấy, 80% off nè. Giảm 80%. Đấy, ngon. Ước gì có cái tiệm này ở đây. Yes! How did you guess? Ngon hả? Mình có thể mua được giày xịn giá rẻ. Hả? Rồi. Yeah. And then, okay. Let me see. Để chị coi cái chị này không lên thì thôi mình học tiếp. Conversation 1. Rồi. Are you hot? Rồi, em lặp lại thêm người ta ha. Are you? Đọc. Ừ. Are you hot? Are you hot? Rồi. Đây. Wait a minute. Yes, I am very hot. Yes, I am very hot. Is the aircon on? Is your air con on? Okay. No, it is off. Cái này bị ngược nha. It is off. No, is the off. It is, it is. It's the, it is. Cái chỗ này nó bị ngược á. It is off. Rồi. And can I turn it on? Nói luôn ha. Can I turn it on? Can I turn it? Can I turn it? Turn it.
Don, don. Ok, rồi nghe, nghe thử nè. Can I turn it on? Can I turn it on? Oh. Can I turn it on? Right, and... Yes, please do. Yes, Billy. Yes, please do. Okay, good. And... Conversation 2. Is your house big? Is your house big? Big, 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 big. Yes, it is pretty big. Yes, yes, it is. is it? It is. It is pretty, 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 big. Pretty big. Pretty big. Pretty. Pretty big. Is it new? 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 No, it is very old. No, it is very old. 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 Có nghĩa là lờ xong đời vậy nè. Old. Old. Is it nice? Is it nice? Nice. Nice. Not really. I want to move. Đọc đi em. Not really. I want to move. Ấy, not really. I want to move. I want to move. Có chữ này là chữ thường nè. I want to move. Very old. I want nice? To move. Not really. I want to move. Em đừng có đọc tờ từng chữ một nha. Tờ bỏ ha. Not really. I want to move. Nếu trước nó là một phụ âm, sau nó cũng là một phụ âm thì bỏ tờ, không đọc. Not really, I want to move. Trừ khi trước đây nó là một nguyên âm thì nó sẽ nối. Còn không thì bỏ. Không có dừng lại. Not really, I want to move. Thì nó rất là chậm. Người ta sẽ bỏ. And, Is it nice? Not really, I want to move. Yo. It's nice. Not really. I want to move. Okay, move. Move. Okay, that's good. Rồi, ở đây mình có cái bài này nè. Đây là về nhà nghe lại rồi điền vô chỗ trống ở đây nha. Đấy. Đấy, mở này lên xong ngồi điền vô chỗ trống ha. Rồi, còn bài tập đó thì đây nè, grandma nè. Đấy. Are you hungry? Are you at home? Is she mad? Rồi, câu quicks là em sẽ làm nè. Is it hot in the car? Thì trả lời sao? Yes, it is. Thì là no, it is not. Dựa theo cái bài hồi nãy là nó có nóng thì mình sẽ trả lời bằng câu nào? Yes, it is. Yeah. It is. Rồi, it is. Is her house nice? House của bà có nice không? Còn nhớ không? Bà nói house nhà bà có nice không? Đây nè. Is it nice? Hả? Cái bà nói là yes or no? Not really. Không hẳn. Thì bà nói đây mình trả lời là yes or no? No. Is? It's not. Ừ. Cứ thế chứ trừ lại vài câu chi vậy em? Hả? Are the shoes expensive? Yes or no? Còn nhớ không? Are her shoes expensive? No, they are not. No, they aren't. Or no, they're not. Is the pizza shop closed? No,
Is it closed? No. Bạn nói là 24 hours. It's open 24 hours. Mở tới 24 giờ thì nó closed không? No. 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 It's not. Em cứ trả lời tới một chữ em ngừng lại à? Hả? Hả? Ok. Rồi. That's good, right? Rồi buổi sau mình sẽ thử bài này nha. Em có thể nghe bài này. Về nhà em tham khảo thử bài này nha. Rồi mình sẽ tính tiếp sao. Okay. Tại vì mình mới mà. Nên mình phải làm quen với mấy cái căn bản đã. Ok không? Yes. Rồi, thank you. Cái link đó là chị bỏ vô đâu? Đây, bỏ vô đây. Đấy. À, yeah. Đây. Đang. Rồi. Lên đó là bài tập ha. Ở trên này có nhiều link bài tập nữa nè. Đấy. Cứ thông thả. Thank you. See you. Bye bye. Yeah, ừ, bye em. See you. Bye.